4 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội bắt giữ người trái pháp luật trong vụ án này, phạm tội khi đều đang ở tuổi 17. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội với một nữ sinh, sinh năm 2005, trú tại huyện Đông Anh. Nên sáng ngày 6 tháng 2 năm 2023, 4 bị cáo đã chặn đường và ép nạn nhân lên xe. Khi cách xa trường học, các bị cáo dừng lại và đánh đập nạn nhân và chỉ dừng lại khi có người dân đi qua can ngăn. Xét các bị cáo còn trẻ tuổi, bồng bột và hành động nông nổi, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ 12 tháng đến 18 tháng tù, nhưng đều cho hưởng án treo. Phiên tòa được kết nối trực tuyến với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát 30 quận, huyện trên địa bàn để rút kinh nghiệm thực tiễn. Sau phiên tòa, các điểm cầu đã cùng trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm sát xét xử và tranh tụng tại phiên tòa, từ đó học hỏi, trao dồi thêm kinh nghiệm trong quá trình làm việc, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong hoạt động tố tụng. Từ nhiều năm nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, kiểm sát viên được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố luôn chú trọng, đặc biệt là công tác đào tạo thông qua các hình thức mở lớp tập huấn do các kiểm sát viên cao cấp, kiểm sát viên dày dặn kinh nghiệm đảm nhiệm và tự đào tạo thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến có sự tham gia của những thẩm phán, kiểm sát viên dày dặn kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, xét xử, giải quyết các vụ án hiện nay.